Đây, đúng như đường Hà Giang, nhìn xuống vực sâu. Tuyết, đây à, con ở đấy, cảnh này tuyết nó đẹp này. Núi đấy mà tuyết không tan được nhỉ. Quanh năm nếu thế thì mùa đông nó dài dài lắm. Đây đường rộng, nó không như đường Hà Giang. Hà Giang chỉ một người đi đây đường. Kinh, họ đặt xe. Đấy, lặn lên kia nào, được tít trên kia. Đây cũng có chạm nghỉ chân. Cái này cao nhất cho châu Âu hay là điểm nào còn cao nữa? Cô tay áo như đường lên Hà Giang các bạn. Kia vẫn còn tuyết. Nước kinh thác nước. Thác nước à? Đấy, thác nước cái chảy đấy.
Ây, thiệt thật chắc. Ây, trắng. Trắng. À, trên này là đỗ xe trên trên tầng cao. Và điểm tập kết đỗ xe. Xe mãi đỗ xe này rồi. Cả căng nước. Lạnh đấy. Đấy. Núi An Phơ. Tiết trắng nè. Đây là điểm tham quan du lịch của dãy núi. Nước. Nước gì mà nó tiết tan.